Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ màn hình SBTN DC. Sau đây, mời quý vị xem tiếp mục Kinh tế tài chánh và đời sống chúng ta. Kiều Thu xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Hệ thống tài chánh và đời sống của chúng ta với Thái Christine. Chào chị Kiều Thu. Chào quý vị. Thái, trong cái trường hợp mà lựa chọn một cái nhà băng để mà mình điều những cái dịch vụ hàng ngày đó, mình có quyền lựa chọn. Dạ. Thì Thái nghĩ rằng nó có thể giúp đỡ cho mình trong cái vấn đề mortgage không? Dạ thưa chị, đa số tất cả những cái ngân hàng thì họ đều có cái dịch vụ cho mượn tiền mua nhà. Dạ. Dù lớn hay nhỏ thì đa số họ đều có. Thí dụ như những cái credit union thì họ có những cái tiền lời rất là ưu đãi cho những cái member. Và thường thường nói như vậy cũng nói luôn thế này là nếu mà chúng ta bỏ tiền để tiền vào những cái ngân hàng như là credit union hoặc những cái ngân hàng nho nhỏ mà ở trong cái vùng của mình ở đó. Nhiều người cứ nghĩ là credit union chỉ cho military, quân nhân và gia đình đúng không? Dạ thưa chị, nó không phải như vậy. Cái credit union đó là bất cứ đâu cũng có credit union cả. Thí dụ hoặc như là federal government employee, cái đó không có. Credit union là như thế nào? Như thế này, nó là một cái hội, có thể nói là một cái ngân hàng hội, có thể nói tạm gọi là như vậy. Tại vì là họ có những cái membership, thí dụ như là cái teacher union, họ cũng có cái credit union của họ. Hoặc là có bất cứ cái hội gì cũng có cả. Hoặc là trong những cái quận, họ cũng có những cái quận mà trong cho những cái người ở trong cái quận đó, họ cũng có thể có cái credit union riêng của họ. Thí dụ như ở đây là Virginia Fairfax, thì đây cũng có cái Fairfax credit union. Thí dụ như vậy. Ở đây là tại vì trong cái vùng Washington này đó, là đa số là cái vùng có nhiều nhân viên của chính phủ. Thành ra chúng ta có những cái thí dụ như là Federal Credit Union, thấy không? Để dành cho những cái người mà làm cho chính phủ, thí dụ như vậy. Hoặc là những có cái Navy Credit Union, là cho những người đi lính trong Navy, thí dụ như vậy. Chứ không phải là dành riêng cho họ. Và thông thường chúng ta cũng đừng có cái ý tưởng rằng là nghĩ rằng nếu mà như vậy là mình phải ở trong quân đội, hay là mình phải là thầy giáo, hay là mình phải ở trong cái quận đó, hay là mình phải ở trong một cái hội nào đó mình mới có thể có cái credit union mới được. Không hẳn là như vậy. Có thể rằng có người họ chỉ cần biết rằng nếu mình có người ở chung nhà với mình, có người đó có thể là bạn bè hay là người cho mướn nhà, thí dụ như vậy. Mà nếu cái người đó là member của cái credit union đó thì mình cũng có thể nói là mình là người chung nhà, và cũng có thể là họ nhận mình vô, chứ đâu có hẳn là mình là phải là người ở trong cái thành viên đó. Mà những cái credit union với hoặc là những cái nhà băng nhỏ này đó, mình có phải lo lắng về cái vấn đề bảo đảm không? Như là họ có FDIC, họ có insurance? Dạ, tất cả đa số là hầu hết thì họ là member, họ là thành viên của FDIC. Có nghĩa là cái tiền deposit của mình đó sẽ được bảo đảm đến 250.000. Muốn mà chắc chắn hơn nữa thì khi mình bước vào những cái ngân hàng nhỏ này nè, thì mình có thể thông thường họ có để cái sticker, cái bảng nhỏ để là FDIC member, còn không thì mình cứ hỏi trực tiếp họ. Thì họ phải cho mình biết. Yeah. Còn thí dụ như vay tiền, nếu mà mình đã là khách hàng của họ phải không, mình bỏ tiền vô, mình có những cái dịch vụ hàng ngày, thì là họ có thể đối xử với mình một cách đặc biệt hơn khi mà mình cần đến vay tiền mua nhà, và cái những cái điều lệ của họ có khó khăn hơn so với cái những cái nhà băng lớn hoặc là những cái nơi mà họ cho vay tiền khác không? Thưa chị, đó cũng tùy theo cái ngân hàng. Nhưng mà thông thường những cái ngân hàng nhỏ, nhất là những cái credit union đó, thì tại vì người ta nhỏ hơn cho nên người ta thân mật với mình hơn. Cho nên mình làm việc nó cũng dễ dàng hơn. Còn cái vấn đề mà vay mượn tiền mua nhà đó, thì hầu hết thì mỗi cái ngân hàng đó, người ta có những cái gọi là những cái guideline nhất định của họ. Thành ra coi như vậy cũng chẳng có đâu giống đâu. Nhưng mà thông thường đó, thì những cái credit union đó, thì mình cái tiền lời nó cũng tương đối nó tốt hơn. Thấp hơn. Cũng không có nhiều, nhưng mà đa số là họ rất là competitive. Và đồng thời là cái vấn đề mà chi phí lệ phí này nọ nó cũng rất là tốt. Có cái là ví dụ như trước đây đó thì mình cần phải là show hết tất cả những cái thí dụ như income của mình và những cái assets của mình, vân vân, những cái đòi hỏi như vậy.
Nhưng mà sau này thì hầu hết đa số những cái loan là đều phải có những cái income và assets hết. Giấy tờ cho nên là chứng minh đầy đủ. Dạ. Không còn cái chuyện những cái năm mà những cái thời gian mà cái bằng là gọi là thời kỳ cực thịnh của của mortgage ấy, dạ. Không cần chứng minh, không cần chứng minh income, cần chứng minh tài sản, thì bây giờ những cái đó chắc là cũng không còn bao nhiêu cũng người không làm, còn làm chuyện đó. Dạ. Không còn dạ. chuyện đó là tại dạ. vì nó đã đưa vào những cái hệ thống dạ. cái tình trạng khủng hoảng của cái thị trường địa ốc. Cho nên chính vì vậy cho nên thực ra nếu mà chúng ta có đầy đủ giấy tờ để chứng minh tài sản, chứng minh income của mình, thì thực sự và nếu mà chúng ta đồng thời cũng là thành viên của những cái credit union đó, thì chúng ta cứ nên đi thẳng vào đó để chúng ta hỏi mượn tiền trước xem có được hay là không. Yeah, trước khi mà chúng ta đi ra ngoài. Yeah. Thì tốt hơn. Yeah. Còn cái vấn đề bây giờ mình có nhiều cái trường hợp mà đôi khi á, mình thấy một căn nhà mình muốn mua, mình thích mua và mình biết là mình có tiền. Mình biết là mình có tiền và mình sẵn sàng để mình trả với cái giá đó chẳng hạn. Nhưng mà rồi mới té ngửa ra là có những cái điều mà mình không biết để mình chuẩn bị. Thí dụ vậy. Dạ. Thì chẳng hạn như Thái có thể cho một vài cái thí dụ mà mình phải cần chuẩn bị gì khi mình trước khi mình mua căn nhà để khi mà ký cái contract rồi cái mua không được. Dạ. Thế chị thông thường thì cũng có những cái quan niệm sai lầm rằng là nếu mà mình có tiền, ví dụ thường chỉ nghe nói thôi, nếu mà ví dụ mình down 20% thì mua được, thí dụ như vậy, hay là mình có điểm tốt down 20% thì coi như chuyện nó sẽ không đâu có khó gì. Khăn gì. Dạ. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà chúng ta đã có ý định mua nhà là chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị một cách cụ thể. Thí dụ như chúng ta mua cái nhà và chúng ta có đủ khả năng down xuống 20%. Nhưng mà nên nhớ rằng cái tiền đó chúng ta sẽ phải chứng minh cái tiền đó nó từ đâu ra. Tiền trong túi tôi mua. Dạ đồng ý là như vậy, nhưng mà túi mà túi nào? Dạ. Cho nên khi mà chúng ta có ý định mua nhà như vậy thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị. Thí dụ như là nếu mà tiền mà nó chuyển thẳng từ trong 401k hay là tiền ở những ngân hàng khác mình investment mình chuyển qua thì cái đó không có chuyện gì để nói để mình có thể mình chứng minh được chuyện đó. Nhưng mà thông thường thì trong ví dụ như trong người Á Đông của mình thì hay có mình cái là dành dụm rồi mình để tiền mặt bên ngoài. Mà một khi mình để tiền một số tiền lớn như vậy mà vào ngân hàng như vậy đó thì họ sẽ hỏi. Và nếu mình nói là cái tiền này tôi để dành như vậy bao nhiêu năm nay thì thực sự nó sẽ không có thứ nhất là nhiều khi họ không tin. Họ không tin. Nhưng mà thứ nhì nó không có giải quyết được vấn đề. Thành ra nếu mà như vậy thì thôi, tốt hơn hết là có thể là chúng ta làm sao đó để mà cái khoản tiền này nó phải nằm ở trong ngân hàng, để mà làm sao đó mà ví dụ như trước khi mà 60 ngày, 90 ngày gì đó trước khi chúng ta chuẩn bị mua nhà thì tất cả những cái khoản tiền này nó phải nằm ở trong ngân hàng. Để mà chúng ta mua nhà một cách nó dễ dàng hơn và không có bị những cái gút mắc như vậy thì nó làm cho cái hợp đồng của mình nó sẽ bị trễ nải. Khi mà mình mua nhà đó, mình không thường thường là mình không phải trả tiền cho cái người agent, thường thường đúng không? Nhưng mà khi mà cái mình bán nhà đó thì là mình phải chịu cái phí khoản đó đúng không? Dạ. Thưa chị, thông thường là như vậy. Cái người agent đây có nghĩa là cái người real estate agent đó, người mà giúp mình để mà đi mua nhà hoặc là bán nhà đó, thì thông thường là cái người bán nhà là cái người đó chịu tất cả những cái chi phí về cái phần đó. Và còn cái người mà dẫn đi mua nhà thì không có phải bị những cái chi phí như vậy. Cái người bán đó, tóm là cái người bán là cái người phải chịu chi phí. Phải chịu trả. Cái chi phí đó là Thái nói đến cái chi phí thông thường của một mua một căn nhà bình thường, bán một căn nhà bình thường. Trong cái trường hợp short sale thì là bây giờ mình á, căn nhà của mình muốn short sale thì là mình bước đầu tiên phải làm gì và mình tốn kém cái gì hôm nay? Thưa chị, vấn đề mà short sale đó thì mặc dù mình là cái người bán nhà nhưng mà thực sự đó ngân hàng là cái người chấp nhận cái nhà mình có bán hay là không. Và chính là vì đây là short sale cho nên ngân hàng cũng là cái nơi họ chịu tất cả những cái vấn đề mà chi phí cho cái vấn đề bán nhà của mình. Cho nên họ sẽ là cái người trực tiếp trả cái tiền gọi là cái tiền commission đó cho cái người agent mà họ dẫn người đi mua nhà. Vâng. Và mình có phải tìm cái người agent đó không? Hay là nhà băng lo hết? Mình không phải lo cái chuyện tìm agent để bán căn nhà hoặc listing cái căn nhà của mình. Nếu mà về vấn đề mà listing căn nhà của mình thì mình đi tìm cái người agent đó. Mình có quyền. Mình đi tìm cái người agent đó và cái người agent đó họ sẽ liên lạc làm việc thẳng trực tiếp với lại ngân hàng
Dạ, và ngân hàng sẽ là cái nơi để mà trả tiền commission cho họ. À, chứ mình không phải trả. Chứ mình không phải trả. Dạ, nhưng mà mình là người đi tìm. À, nhưng mình có cái điều kiện đó, mình có thể tìm được. Dạ. Và mình có quyền thay đổi agent không? Nếu mình không happy, mình không hài tùy lòng. Tùy theo cái hợp đồng thưa chị. À, cái hợp đồng. Vâng. Cảm ơn Thái rất nhiều. Không có gì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào. Chào quý vị. Chương trình tối nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Thì Nga thân mến, chúc quý vị và các bạn có buổi tối đầm ấm hạnh phúc và một tuần lễ mới thành công, may mắn. Hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong kỳ phát hình tới.